Ben Ben. Gì đấy? Có bao giờ anh biết em đau thế nào? Anh bắn em nè, Ben Ben. Có bao giờ con biết ba đau thế nào? Đau. Thấy. Uống đi. Rượu của anh mới nhất đây, năm 1635. Dạ, rượu. À, dạ, à, con chào bác. Dạ, à, dạ bố, anh lưu anh kìa. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố. Cô, chào, em thích quá à. Em không ngờ là anh tặng cho em một cái chuyến du lịch trên dịp ngày Valentine Day. Anh thật ra lãng mạn. Em lãng mạn. Nếu mà em thích đó là mỗi tháng anh đưa em đi du lịch một lần. Mình đây là khu resort trên cao đó, em hiểu không? Resort anh? Ừ. Mỗi tháng anh sẽ đưa em đi một lần. Ví dụ tháng sau mình đi Vũng Tàu, tháng tới thì mình đi xa hơn, Long Hải. Ủa anh nói nước ngoài mà. Thì mai mốt đi nhiều thì hết tiền thì đi ở trong nước thôi. Hai mình có thể nhảy một bài được không? Thiệt không? Anh có biết nhảy không? Hồi xưa anh nhảy lò cò dữ lắm. Em sợ xương anh nó không có tốt để nhảy chứ. Nhạc lên. Anh nhảy gì anh? Nhảy chỗ một chỗ thôi cho nó an toàn. À. Dạ. Em mệt quá à, em mệt quá à. Thôi được rồi. Em mệt. Anh đã chuẩn bị một cái tiệc, anh đặt nhà hàng rồi. Lát nữa người ta sẽ làm hải sản cho mình để mình nhập, à mình uống với một chút rượu champagne để cho nó có lãng mạn, nó romantic. Để anh đi lấy quai. À, quai quai. À, dạ 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 dạ. Ai vui quá. À, hạnh phúc ghê á. Ý, Larry. Hello anh. Em đi nghỉ dưỡng hả? Dạ. Wow, sao trùng hợp vậy? Ờ, bởi vậy. Ờ, em nhớ anh lại không? Dạ, em nhớ. David Phến. Dạ, anh Phến. Dạo này khỏe không? Em khỏe, anh khỏe không? Ờ, anh bình thường, anh lúc nào cũng khỏe chứ. Ủa anh đi với ai? Hả? Ờ, đây là nhà của anh em. Đây là cái resort chứ cái căn nhà. À, viên cái vịnh này luôn là của anh luôn. À, anh mới mở cái này được khoảng một tháng. Là ừ. Anh là đúng do... rồi, cái vịnh bảy nụ cười anh mới mở, em không biết hả? Em không đọc báo hả? Ủa vậy là tất cả là cái này là của anh hả? Đúng rồi. Vậy thì em giống như em sống nhà anh nhở? Ừ, đúng rồi. Lâu quá chúng ta mới gặp lại nhau. Em có nhớ hồi xưa anh với em là quen nhau à, lúc thời sinh viên không? Lúc đó anh theo em chứ làm gì quen em. Lúc đó là anh tỏ tình với em mà lúc đó anh chưa có giàu. Đến hôm nay anh đã có cơ ngơi hết rồi. Bây giờ anh muốn hẹn em tối nay tại nhà hàng của anh. Nhà hàng là của anh sẽ mở một buổi tiệc để mà hai đứa mình cùng nhau thưởng thức. Anh mướn một dàn nhạc hot nhất bây giờ phục vụ cho em. Thôi được rồi. Ủa tay này sao tự nhiên đeo cái nhẫn ở đây vậy? Dạ thì em. À có nghĩa là thích đúng không? Dạ đẹp phải không anh? Đẹp lắm. Rồi bây giờ tối nay anh sẽ tổ chức sẵn hết. Đúng 7 giờ tối nay. 7 giờ anh? 7 giờ tối nay. Ok, vậy thì có gì lát em sẽ ghé qua chơi. Ok, vậy nha. Ok anh. À... Ừ, cảm ơn. Phục vụ ở đây á, là anh là chuyên gia, anh là không cần nói phục vụ. Là chỉ cần miễn thấy anh ngồi với ai là tự động đem ly nước ra cho mình hay uống. Hay quá à. Anh đã dạy phục vụ rất là kỹ lưỡng. Không thiệt, em cũng cảm thấy vậy rồi đi làm sạch ghê á. Mà làm dễ thương. Đặc biệt là không cần bo tiền gì cả, người khác cái phục vụ là sẵn sàng bỏ tiền lại cho mình luôn. Ô vậy luôn hả? Ừ. Mời em. Dạ cảm ơn anh. Ừ, đi ra em. Để anh nói chuyện với bạn anh. Dạ. Rồi ok, mai chào em. Ừ. Uống đi. Rượu của anh mới nhất đây, năm 1635. Dạ, rượu. Ê. Ê. À. Dạ, con chào bác.
Lưu anh nghe. Dạ sao bác? Vô cái tính tiếp. Dạ ba em đúng không? Dạ vui. Dạ con chào ba. Dạ con xin tự giới thiệu á, con là bạn trai cũ của Harry. Hồi xưa hai chúng con là đã từng yêu nhau. À không phải. Dạ hôm nay là không phải. Tối nay con với Harry Won sẽ hẹn nhau tại một buổi tiệc tại nhà hàng của con. Dạ vui. Không có. Hồi xưa nói với bác nghe nha, hồi xưa là con của Harry là nhiều cái tuyệt thú vị lắm. Rồi hai đứa hung nhau chưa? Làm gì chưa? Cái thời sinh viên cái thời hung nhiều nhất luôn á bác. À không có. Đừng nói gì hết. Không có. Im lặng. Rồi hai đứa. Cái điều này em trả lời đi, thì anh đàn ông cũng hơi kỳ. Nghe đi. Nãy giờ trả lời quá kỳ rồi đó. Rồi nếu bây giờ mà cô ấy đồng ý thì có. Chắc chắn thì đó xảy ra con sẽ tổ chức tiệc cưới tại đây. Tổ chức tiệc cưới ở đây luôn hả? Dạ. Ủa sao vậy bác? À nhẫn này là ba mua cho em, không sao, anh lấy mua cho em hết. Sao vậy bác? Bác khát nước à? Dạ. À đây. Ngon. Con mời bác, xong như là bác cùng ly này là bác đồng ý cho con và Harry đến với nhau. Đây là chồng của tôi. Chồng gì, cái mặt ông này già muốn chết luôn mà chồng gì? Bác là ba của Harry đúng không? Harry nó giỡn cho vui thôi. Dạ. Chứ tao là chồng nó. Giỡn hoài. Cái mặt em làm sao mà lấy một người già như vậy được? Già gì mà già? Mày nhìn tao từ trên dưới đi, chỗ nào tao già mày? Đứng cái tướng là thấy già rồi. Bây giờ này đàn ông khỏe mạnh nó đứng như vậy nè. À không có biết nếp nhăn của chồng mình nó dễ thương như thế nào à? Bớt chào đi. Kính thưa với anh, anh tên gì? Xin tự giới thiệu với bác là tôi tên David Phấn, là chủ cái resort lớn nhất bây giờ. Chủ cái resort này hả? Đúng. Trời, tôi không có. Vậy mà đòi làm chồng của Harry hả? Em hãy nói cho anh biết đi, đây là ai của em? Em nói rồi là chồng thiệt, chồng của tôi đó, chồng của em mà nói chuyện kỳ quá à. Mày có gì hơn tao? Mày trả lời đi, mày có gì hơn tao? Ngoài tiền bạc, sức khỏe, đẹp trai, danh vọng, địa vị, mày không có gì hơn tao hết. Đúng rồi, tuổi cũng anh nhiều hơn nữa. Sao nó hơn nhiều thứ vậy? Đúng, anh cái gì cũng nhiều hơn đó. À, mày gác chân mày tính đối chọi với tao hả? Mày nhìn cái đùi mày đi, vẫn to hơn đùi tao. Họp kính gia đình. Cô nhục mặt chưa? Cô nhục mặt chưa? Cô đi hẹn hò với bồ cũ đẹp mặt chưa? Em không có hẹn gì hết á. Thì ra cô nói cô lên mạng cô search resort để cô đi cho nó vẽ là chỗ này đúng không? Cô kêu tôi mua vé máy bay tới chỗ này là chỗ... À, ngựa quen đường cũ. Tình cũ không rủ cũng tới. Trời ơi trời. Không có. Trời ơi có bây vậy. Giờ cô hết phái xí quách rồi, cô chuyển qua cơ đúng không? Xí quách là gì? Xí quách là xương đó. Ai... Bây giờ cô hết mê tôi, cô chuyển qua cũ đúng không? Không có, chồng với vợ thì chỉ có mình chồng thôi à. Từ từ để tôi hỏi. Sao, hỏi ý xong chưa? Lần đầu tiên cậu tỏ tình với vợ tôi ngày xưa là lúc nào? Khoảng 7 năm về trước. 7 năm về trước? Mày mới 20 mấy tuổi. Mày vẫn thua tuổi tao. Ủa? Thôi được rồi, bây giờ tôi không nói nhiều với cậu nữa. Cậu đáng tuổi con tôi. Cậu đáng tuổi con tôi thì tôi nói cho cậu biết, đó chỉ là dĩ vãng mà thôi. Vậy chứ bây giờ ông muốn sao? Em có yêu anh không? Tất nhiên. Qua nhà nghỉ hả? Dạ không, nhưng tại sao anh? Chứ bây giờ em ở đây với tình cũ làm sao tôi chịu nổi. Hên là không có gia đình tôi đi theo, tôi lén lút tôi hẹn riêng hai đứa mình. Chứ gia đình tôi đi... nhịp về thế khu phố. Ông ngoại. Ngày nhộn nhịp. Nó mà biết là nhục mặt, nghe chưa, nghe chưa? Ông ngoại. Mày đi đâu vậy? Mày đi đâu vậy? Cậu đi chơi. Tao lén lúc hai vợ chồng tao đi nghỉ dưỡng riêng tư, mày đi đâu vậy? À chứ bà ngoại rủ con đi bộ. Hả? Ông ngoại với bà ngoại hả? Ủa, là ai đi ông ngoại? Ai ông ngoại? Đẹp mặt, nói cho nó nghe đi, đẹp mặt quá mà. Ủa ai bà ngoại? À, tôi xin tự giới thiệu, tôi là David Phấn. David Phấn? À, chủ resort này và bạn trai cũ của Harry. À vậy là ông ngoại là hụt á hả? Hụt ngoại nội mà chứ hụt. Không phải, người yêu cũ mà là bạn trai cũ. Trời ơi, thì hạnh diện quá ha.
bạn trai cũ, người yêu cũ khác nhau chỗ nào? Thì người yêu thì người yêu, còn bạn trai thì bạn mà con trai. Ờ, cũng đúng. Có nghĩa đây chính là ông ngoại và bà ngoại có mấy đứa nhỏ. Ê, sao mày cứ nhấn vô chữ ông ngoại hoài vậy mày? À, ông ngoại tuổi 30 đây hả? Ủa bà ngoại sao bà ngoại, tự nhiên bà ngoại bỏ ông này theo ông này kỳ vậy? Trời ơi trời. Hả? Mày bước qua đây, mày bước qua đây. Dạ ông ngoại. Mày lén lúc mà đi theo ông ngoại là mày sai rồi, nghe chưa? Đừng có nói cho ba má mày biết nha. Ba má sai rồi. Ba má mày biết chuyện này là cả thế giới, cả xóm internet biết luôn đó. Đứng lại. Anh bắn em, bèn bèn. À. Cái gì đấy? Có bao giờ anh biết em đâu thế nào? À. Anh bắn em nè, bèn bèn. À. Cái này là ông cố với bà cố. Con xin lỗi, con lỡ nói hết trơn rồi. Tại sao mày nói cho ba má mày biết chi vậy? Ủa ba, mẹ trẻ. Ủa mình quá trang vậy mà sao ba nhận ra hay quá vậy? À, ủa tụi 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 bay đi xí khỉ hả? Không xí khỉ đâu. Có, tụi con đi bơi, đi biển, đi hồ bơi. Tụi bay đi theo tao làm cái gì? Tao đi gặp Valentine, tao dắt vợ tao đi. Tụi bay đi theo làm cái gì? Con cũng dắt vợ con đi mà. Thì mày không xuống Vũng Tàu, Phan Thiết tao mãi mày đi theo chơi vậy vậy? Trời ơi, ba mua hai vé. Nhưng mà ở bên chỗ này người ta tự nhiên người ta khuyến mãi thêm hai vé mà ba không biết, con lấy hai vé đó con vé khuyến mãi mà. Ba. Ờ, người yêu cũ của bà ngoại. Ờ, xin chào ông cố. Đây có vẻ là ông cố với bà cố đúng không? Bảy. Tôi là chủ resort này. À. Hân hạnh được biết ông anh. Đây là bạn, đây là chủ resort hả? Đúng rồi. Ờ, tướng tá phong độ quay. Ủa, ai đây? Bạn bạn con hả? Không, là người yêu cũ của bà ngoại á. Không phải người yêu cũ mà là bạn trai cũ. Bạn trai cũ. Trời ơi, thánh thần thiên địa ơi, đây là hồi đó mà quen gì luôn hả? Thì mình có quen biết. Mẹ ơi, con nể mẹ thiệt luôn á mẹ. Rồi sao tự nhiên mẹ mẹ bỏ cái mẹ theo con già vậy? Trời ơi trời. Đó, trời ơi. Con mất vậy đó. Cái kèo này thơm gần chết, tự nhiên bỏ theo kèo này trời. Con nói vậy mà ông ngoại la con á bà. Nhìn cái mặt thôi. Đây này, đây này, bây giờ đồng nhìn đi đây. Anh nhìn thử đi ông. Anh thấy sao? Tướng nghe mày ngon hơn nhiều mới. Thấy đi chưa? Tướng nghe mày ngon nhiều, tôi nói thiệt luôn á. Mấy đứa bít đít vui vẻ đi. Dạ bố ơi, dạ bố. Ba đừng giận ba, tại con xin lỗi ba, tại chồng con ăn nói hồ đồ để con la chồng con. Dạ. Mày nói nó đàng hoàng lại tâm lắm cái. Dạ dạ. Lộn. Anh ăn nói cái gì vậy hả? Xin lỗi mà. Anh nghĩ làm sao mà anh nói như vậy với ba vậy? Tội nghiệp ba chứ. Anh nhìn đi, người đàn ông này có gì hơn ba? Hả? Ngoài cái đẹp trai với trẻ hơn ba, có gì hơn ba mà anh chơi ba? Lại chơi luôn đi. Ông ngoại mà về là không ai trả tiền đâu. Ông ngoại vô đi. Thôi mà ba, hình như tao sinh tụi bay ra là để bôi nhọ cuộc đời tao hay gì? Không phải ba, tại hồi nhỏ tới giờ ba dạy con không được nói láo nữa ba. Dạ. Tao hiểu rồi. Tao là lớp trước mà. Đẻ tụi bay ra, nuôi tụi bay lớn. Rồi bây giờ đắng cay tao nhận hết. Một nét nhạc buồn bã. Có bao giờ con biết ba đau thế nào? Đau. Dạ. Đau. Dạ. Thấy chưa? Đau gì? Ông đang tụi bay cười trên nỗi đau của tao hả? Không, nói với tôi cũng hiểu cái tâm trạng của ông anh. Bây giờ tôi sẽ lo với máy bay về cho anh nghỉ dưỡng già. Rồi để mọi người ở đây và Harry để cho tôi lo ha. Yeah. Quyết định sáng suốt bạn. Yeah. Bạn Hiền. Tất cả mọi người ở đây chơi một tháng luôn. Ngoại trừ ông này. Quá ngon luôn bạn Hiền. Ok phải. Tôi nói thiệt với bạn, tôi chưa bao giờ mà tôi ở cái resort lớn vậy. Cảm ơn bạn nhiều nha. Làm chơi miếng rượu, rượu vô chứ mày. Bao giờ vô. Con biết má đâu. Bây giờ tụi bay thấy tao già nua không tiền bạc, tụi bay bỏ rơi tao. Trong tay không tiền, đời mấy ai thương. Ba ơi, nghèo không ai thương đâu ba ơi. Em có thương anh không? Có. Em có thương. Nếu phải chết vì anh, em có chết không? Dạ không. Em còn lo mà. Có em... bao giờ con biết. Tôi bắn bà thiệt luôn á nha. Ba tôi, ba bà đau, bà cứ hát hoài. Thật sự thì cho tôi nói chuyện với ông anh một tí. Là... Ngay từ đầu là tôi đã biết rồi. Tôi đã thấy hai người hẹn hò nên nói chuyện rồi. Thật sự á. Giỡn mà. Hồi trước là tôi với Harry có quen nhau. Bây giờ thì Harry có là ông anh, tôi cũng đã có vợ rồi. Bạn của bạn con. Này nè, Mai Tài Phến nè, cái resort nè, MTB đó là Mai Tài Phến đó. Ờ, cái ngoài mặt sau thôi, mặt trước thì tôi mới gắn chữ 7 nụ cười xuân vô để cho anh em khách cưới chơi Tết với Valentine.
Tối nay tôi mời mọi người ở lại đây dự một cái buổi tiệc coi như là Valentine, và tổ chức cái hấp hôn của hai người luôn. Ê, nhưng mà nhớ các bạn, đừng có cho ba tôi ăn đồ ngọt nha, bị tiểu đường nặng lắm nè. Ổng không được tham gia luôn, ổng về phòng nghỉ. Giỡn nữa. Tức là ý bây giờ cậu nói là gia đình tôi lỡ đến rồi thì cậu đãi hết, cậu bao hết đúng không? Dạ. Cậu nghĩ là cậu bỏ được một đồng tiền ra là cậu có thể mua chuộc được lòng người hả? Cậu nghĩ là tôi cần cái sự miễn phí đó của cậu hả? Gì vậy ba? Con cần hỏi. Con nghĩ là tối nay cậu mời tôi ra hồ bơi rồi đãi tiệc Valentine là tôi sẽ nghe lời cậu hả? Thôi mà ba. Hồ bơi ở đâu? Đây. Ừ, để tối ra. Chịu rồi. Rồi. Hay sao? Tình yêu là tình yêu, còn bạn bè nó khác nhau chứ. Đúng rồi. Thì tối nay 7 giờ. Nhưng mà nói nghe nè, hôm nay kinh doanh được không? Được mà. Mọi người là khách đầu tiên luôn á. Yên tâm đi, cái dĩa gia đình. Hôm nay tôi chơi lớn luôn mà. Cái dĩa gia đình mày hơn lắm. Mình giống như cô hồn vậy đó hả? Không phải, gia đình 7 nụ mà đi đến đâu là sập tới đó à, yên tâm đi. Nhưng mà chơi 2 tháng đừng lấy tiền nha. Ok, 2 tháng là tôi dẹp luôn. Giỡn cho vui, cứ ở thoải mái đi. Rồi tiền mày trả hả? Ba có tiền còn giỡn hoài làm như con không biết vậy đó. Kệ chơi đi, về bán nhà chơi cũng được ba. Có bao giờ con biết ba đau thế nào. Ê, vậy nha. Bạc ti. Chơi thoải mái.